Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin thân ái gửi lời chào mừng đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa đã có mặt ở trong hội thánh của Chúa buổi sáng nay để thờ phượng Chúa cùng với nhau. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa thật tốt lành trên đời sống của chúng ta. Amen không quý bà chị em? Chúa luôn tốt lành mọi lúc mọi nơi. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hay ban phước cho những ai có lòng tin và trung tín nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là quyết tâm thoát nghèo. Ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 23, lời của Chúa nói rằng là người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu đáp lại cách sẵn sớm. Trong cuộc sống người ta thường hay nói rằng là giàu sang nghèo hèn. Giàu lâu ngày cũng trở nên sang trọng, nghèo lâu ngày cũng mất mặt thẹn thùng. Nghèo thì thường đi đôi với ngặt. Lâm vào cảnh nghèo thì phải đi vay mượn, cầu xin. Và khi đi cầu xin thì phải lệ thuộc vào người mình xin. Lời của Chúa cũng chép ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 7 rằng: người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Và đi vay mượn như vậy thì phải chấp nhận trả, và thậm chí không phải là trả vốn mà phải trả lãi nữa, và phải chịu mất đi một phần công sức của mình và lệ thuộc vào trong việc mượn nợ của người khác. Và khi chúng ta thấy được những cái hậu quả của sự nghèo thiếu, gánh nặng của nó trên đời sống của mình, thì chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành, Ngài không bao giờ mong muốn cho con cái của Ngài phải đi vay mượn và sống ở trong sự nghèo thiếu. Có một người đã từng cầu nguyện như thế này ở trong Châm Ngôn là 30 câu 7 cho đến câu 9 rằng: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác, xin giang xa khỏi tôi sự lừa gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi tôi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải cầu xin Chúa cho đời sống của chúng ta không rơi vào trong cái chỗ nghèo khó và túng thiếu. Bởi vì nếu mà chúng ta nghèo khó và túng thiếu liên tục thì điều đó sẽ làm ô danh của Chúa. Người ta sẽ nhìn vào trong đời sống của một người đang khó khăn túng thiếu thì người ta sẽ người ta sẽ nói sao quý mài chị em: ô, tại sao mà anh chị tin Chúa mà anh chị lại không được phước? Và điều đó nó sẽ làm cho danh Chúa không được vinh hiển. Nhưng mà ở đây thì người tác giả cũng có cầu xin Chúa: Ngài cho tôi đừng có quá giàu có. Bởi vì nếu mà quá giàu có thì sẽ cho rằng là ồ, tôi làm ra tất cả mọi thứ này, Chúa nào mà ban phước cho tôi đâu, tôi tự thân tôi ăn nên làm ra mà. Và có thể lắm tiền bạc nó sẽ khiến cho người đó quên mất đi Đức Chúa Trời là ai trên đời sống của mình. Cho nên ở đây tác giả đã cầu xin Chúa hai điều: thứ nhất đừng có quá giàu, và thứ hai đó là đừng có quá nghèo. Vậy thì con cái Chúa chúng ta nên có một cái nhìn quân bình về sự giàu có quý mài cha. Chúng ta không nên là một người quá tham lam tiền bạc của cải, bất chấp mọi thứ, bất chấp pháp luật để chúng ta làm giàu bằng mọi cách. Hoặc là chúng ta đừng có cái suy nghĩ cực đoan cho rằng là phải sống nghèo thiếu thì mới là người thanh sạch, mới là người yêu kính Chúa. Giống như Lazarơ cứ ngồi mỗi ngày ở trước cửa nhà người giàu để mà thèm thuồng cái thức ăn của người giàu rớt xuống. Đối với Chúa thì Chúa không mong muốn cho bất cứ một con cái Chúa nào phải nghèo khó và đi ăn xin cả quý mài cha. Chúng ta xem ở trong sách Thi Thiên đoạn thứ 37. Câu số 25 cho đến câu số 26. Trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hàng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Ở đây là lời của vua David đã nói rằng là từ khi ông còn trẻ, bây giờ ông đã già rồi, thì ông chưa bao giờ thấy một người công chính nào của Chúa bị bỏ hết. Chưa có một cái người nào hoặc là dòng dõi người nào mà phải đi ăn mày ăn xin cả. Vậy thì là con cái Chúa thật sự tin Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ được thoát khỏi cái sự đói nghèo. Amen. Và lời của Chúa cũng nói rằng là Ngài sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến Chúa và gìn giữ các điều răn của Chúa.
Được chép ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn số 20. Xuất Ai Cập ký đoạn số 20. Câu số 5 và câu số 6. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu vì chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời chỉ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho kẻ nào yêu mến ta và giữ các điều răn của ta. Tôi rất yêu thích những lời này. Đó là khi chúng ta yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Chúa thì Chúa sẽ làm ơn. Cái từ làm ơn ở đây đó là cái sự ban ơn huệ, tức là tạo cái cơ hội, tạo cái dịp tốt để được phước và được phát triển. Giống như khi có nhiều người họ nghèo thiếu quá thì họ mong đợi cái sổ hộ nghèo của chính phủ cấp cho họ. Bởi vì khi mà một người có sổ hộ nghèo đó quý vị, thì người đó sẽ có cơ hội để mà vay tiền ngân hàng nó với lãi suất thấp hơn, vay tiền ngân hàng nó dễ hơn nữa, và chính phủ họ sẽ tạo nhiều cái điều kiện cho người đó được phát triển. Nhưng mà phải công nhận và ký vào trong cái văn bản đó là tôi là gia đình nghèo. Và trước khi mà biết lẽ thật á, thì có một số con cái Chúa họ đến nói với tôi: mục sư ơi, nếu mà không có đức tin á, thì có lẽ tôi đã ký vào trong cái tờ giấy đó tôi là người nghèo, để mong rằng là tôi sẽ nhận được, tôi sẽ vay được tiền của nhà nước dễ hơn. Nhưng mà có một người anh em kia quyết định rằng là không ký vào trong cái tờ giấy mình là hộ nghèo, bởi vì người anh em này tin rằng là Đức Chúa Trời là Đức ban phước cho mình. Và trong cái đó cả nhà của người anh em này không tin Chúa và quay lại nói người anh em rằng là mày điên rồi, mày khùng rồi. Người ta ai cũng mong muốn là có cái sổ hộ nghèo này để mình có thể mình vay tiền dễ hơn, mình được tạo nhiều điều kiện để mình được phước, được phát triển. Và bây giờ mày lại không chịu nhận cái sổ hộ nghèo này, mà trong khi đó mày thì không có nhà để ở, rồi cuộc sống đang bấp bênh, vợ con rồi ai chăm. Nhưng mà người em đã nói rằng là không, tôi quyết định tôi không có nhận sổ hộ nghèo, tôi không công nhận rằng mình là người nghèo, nhưng mà tôi là người giàu có trong mắt của Chúa. Và bây giờ thì người em này đã có một cái nhà rất là rộng, nhà đẹp lắm, đẹp hơn cái phòng nhóm của chúng ta ở đây nữa, và có 3 cái xe ô tô luôn quý vị. Bây giờ là khu vực đó là người đó là giàu nhất ở đó. Quý vị thấy lạ không? Chỉ sau gần 10 năm thôi thì Chúa thay đổi thân phận của người đó từ nghèo hèn trở nên sang trọng, bởi vì người đó có đức tin nơi Chúa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tin cậy Chúa và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ khiến cho cuộc đời của chúng ta càng ngày càng đi lên, thì chúng ta sẽ không có nương cậy hoặc là tin cậy bất cứ con người nào khác ngoài Đại Chúa của chúng ta. Khi chúng ta rơi vào trong chỗ nghèo thiếu, quý mài chị em ơi, chúng ta cần phải nhìn lên Đức Chúa Trời là đấng giàu có. Bởi vì sự giàu có, sự tiếp trợ, sự thịnh vượng, thành công trong cuộc sống và trong tài chánh đều đến từ nơi Chúa cả. Châm ngôn đoạn 19 câu 4, bản dịch 2010 chép rằng là sự giàu có kết nhiều bè bạn, còn người nghèo khó dù bạn cũng lìa xa. Và nếu mà con cái Chúa mà nghèo thiếu mà đi đâu người ta cũng lìa xa khỏi mình thì làm sao mà mình có cơ hội đến gần để làm chứng về Chúa cho họ được, đúng không quý mà chị em? Tôi không nói rằng chúng ta cần phải chạy theo vật chất tiền bạc trong đời này, bởi vì điều đó chỉ là vô nghĩa. Nhưng nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội và chúng ta có điều kiện, chúng ta đi chiếc xe tay ga đẹp, sử dụng điện thoại, chúng ta sử dụng điện thoại iPhone 15, rồi chúng ta ăn bận lịch sự, tương tất, chúng ta đến gặp một cái người bạn chưa biết về Chúa và chúng ta bắt đầu làm chứng về Chúa Giê-xu cho họ. Tôi hỏi quý vị rằng là cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm người đó sẽ lắng nghe lời chúng ta làm chứng? 75-80%, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đạp xe đạp, chúng ta mặc cái áo rách rưới, chúng ta mặc cái quần mà không báo vô thùng, rồi thậm chí là chúng ta mặc quần đùi chạy xe đạp, chúng ta làm chứng về Chúa Giê-xu cho người ta, chắc chắn người ta sẽ không nghe, đúng không ạ? Tại vì ai thèm quan tâm bỏ cái thời gian để mà ngồi nghe một cái người nghèo khổ không thành công trong cuộc sống mà làm chứng về Chúa, nào là phước hạnh giàu có. Ở đây tôi không nói rằng là chúng ta làm chứng theo cái kiểu mà chúng ta vung tiền qua cửa sổ, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho con có mức sống trung bình của lời Chúa, đó là đừng để cho ô danh của Chúa. Và cũng đừng có quá phung phí hoặc là xa xỉ đến nỗi mà người ta nhìn vào trong chúng ta, người ta nói rằng là người này là người hoang phí.
bằng cái bộ đồ mấy chục triệu, đi cái xe mấy chục tỷ. Điều đó thì cũng không có gây dựng cho đức tin của con cái Chúa nữa. Châm ngôn đoạn 22 câu 2 chép rằng là người giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Trong dân của Chúa cũng có người giàu và người nghèo. Và Chúa Ngài thường căn dặn ở trong luật pháp của Ngài rằng là chúng ta cần phải thương xót người nghèo, chúng ta cần phải giúp đỡ cho những người nghèo. Bởi vì không phải là họ không có đức tin nơi Chúa mà họ nghèo đâu, nhưng mà đó là do Chúa dựng nên họ như vậy. Nhưng bài giảng hôm nay, buổi sáng hôm nay là dành cho những ai muốn thoát được kiếp nghèo. Chúng ta muốn thoát khỏi cái sự nô lệ của sự nghèo thiếu. Bởi vì có thể tổ phụ chúng ta 3-4 đời trước đã là nghèo rồi. Và cái nhà lá mà chúng ta đang ở hiện tại cũng là do ông cố tổ của chúng ta để lại. Và bây giờ chúng ta muốn thoát ra khỏi cái nhà lá đó, chúng ta muốn có nhà tường để ở. Thì đây là sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị buổi sáng hôm nay. Amen. Còn những ai mà chúng ta muốn sống ở trong sự nghèo thiếu mãi thì chúng ta cứ việc tự nhiên nha. Tôi không làm khó quý vị, không muốn ép quý vị phải trở nên giàu có. Rồi bây giờ bước đầu tiên để chúng ta được thoát khỏi sự nghèo thiếu và tiến vào trong sự thịnh vượng, đó là thay vì than thân trách phận hay là trốn tránh trách nhiệm, thì các đồng nhân có thể nhờ lời của Chúa dạy, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo. Vì điều đó không những chỉ giúp cho bản thân gia đình mà còn làm sáng danh Chúa. Và chúng ta cần phải trình dâng cho Chúa những nhu cầu, những khó khăn của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta thoát khỏi cảnh gian truân, mở cho chúng ta những cánh cửa mới và những phương thức làm ăn tươi mới. Và hãy tin cậy Chúa rằng là Ngài đã đấng giàu có, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Cái bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta không cầu xin, chúng ta sẽ không nhận lãnh được điều gì cả quý mài chị em. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 chép rằng là kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Lời của Chúa nói là kẻ khốn cùng, tức là không còn cái gì để mà có thể sống được, không còn cái gì có thể trả nợ được, không còn có gì để ăn được. Và tôi bây giờ đang ở trong cái chỗ cùng đường rồi. Có bao giờ quý vị đã từng rơi vào trong cái chỗ cùng đường chưa? Có người có người chưa. Nhưng quý vị thấy rằng là cái lúc mà mình chưa cùng đường đó, với cái lúc mà mình đã cùng đường rồi đó, thì cái lúc nào là cái lúc mà mình cầu nguyện thật sự hết lòng với Chúa à? Lúc cùng đường đúng không ạ? Lúc cùng đường là Chúa ơi, không có cầu nguyện được bình thường được nữa. Không còn cầu nguyện từ từ và mà gọi là thanh thản, thông thả được. Lúc đó là mình cố gắng hết sức, nhiều khi mình không thể cầu nguyện nổi mà mình chỉ cứ rớt nước mắt thôi quý mà chị em. Thì cái lúc đó đó Chúa Ngài sẽ nhầm lời cầu nguyện của người đó, giải cứu người đó ra khỏi những gian truân. Dĩ nhiên có người Chúa Ngài nhậm lời liền, qua một thời gian ngắn thôi Chúa Ngài nhậm lời. Nhưng cũng có những người Chúa Ngài phải dành thời gian có thể vài năm hoặc là cả chục năm để giải cứu một người ra khỏi những món nợ vài chục tỷ hoặc là vài trăm tỷ. Nhưng mà dù là sớm hay muộn thì Chúa Ngài vẫn sẽ hành động ở trên năng đề của người đó. Amen. Sự ký thứ nhất đoạn 29 câu 12 chép rằng là hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Hoặc sự giàu có hay là sự vinh quang đều do Chúa mà đến hết. Quý vị thấy lạ không? Tất cả mọi người giàu có trên đất này là do Chúa ban cho. Dẫu rằng họ biết Chúa hay là không biết Chúa thì Chúa đều cho phép hết. Bởi vì sự giàu có là thuộc về Chúa hết. Đất và muôn vật trên đất này đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Tại sao tôi lại nói điều này quý mài cho em? Bởi vì lúc ban đầu không phải tự nhiên trời đất này có đâu. Không phải con người từ khỉ mà ra đâu. Không phải tự nhiên mà có trái đất này. Nhưng mà là Chúa đã dựng nên trái đất này. Và Ngài không phải dựng nên trái đất này một cách trống không, nhưng mà Ngài dựng nên tất cả những cây trái, những cái khoáng sản, dựng nên vàng, bạc, đồng và những khoáng sản quý giá ở trong lòng đất này. Ngày hôm nay con người ta giàu là bởi vì cớ người ta đã phát hiện ra được có những kim loại quý, kim cương, những cái mỏ khoáng sản là do Chúa Ngài đặt để nó ở trong lòng đất. Nó có sẵn rồi quý mà chị em, và người ta chỉ đào khai thác lên và người ta có được cái sự giàu có đó là cũng là do Chúa ban cho. David đã nói rằng là ôi mọi cái điều mà tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Tiền bạc của cải của tôi có là do Chúa ban cho hết. Không có cái gì mà không phải của Chúa hết. Nhưng mà ngày hôm nay bởi vì cớ tội lỗi con người chúng ta đã khước từ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình.
và mình mù lòa và cho rằng là bàn tay tôi làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhưng mà nếu Chúa rút đi cái hơi thở ra khỏi lỗ mũi của chúng ta, quý vị, và bác sĩ phải đút cái ống vào trong cái lỗ mũi của mình để mình thở đó, quý vị sẽ thấy rằng là con người của chúng ta rất là mong manh trước sự sống và cái chết. Những nhân chứng vừa rồi thoát khỏi cái vụ cháy nhà ở Khương Hạ, Hà Nội, họ làm chứng rằng là khi mà cả cái chung cư mini đó cháy và điện nó cúp tối thui hết, không thấy đường đâu để mà chạy hết, thì người ta mới thấy rằng là cái ranh giới giữa cái chết và cái sống đó, nó rất là mong manh. Có những người họ thoát khỏi cái đám cháy đó và họ nói là họ rất là may mắn hơn những người khác. Bởi vì khi mà cháy như vậy, không chết cháy thì cũng chết vì khí CO, khí độc á, nó sẽ làm cho cái cơ thể người ta sẽ bị mất mạng như chơi. Và khí độc đó thì khi mà cháy nhà rồi đó, nó không màu, không mùi, không vị, mình không biết được là mình có hít nó hay không nữa, và người ta chết vì cỡ khí độc đó. Và chỉ có những ai đã trải qua cái cửa tử đó, họ mới thấy quý sự sống của mình, quý mà cha. Khi mình còn cơ thể khỏe mạnh như thế này đó, mình có công việc thu nhập hàng tháng ổn định, mình thấy ôi, cái chuyện mà tôi hít thở như thế này chỉ bình thường. Nhưng mà nếu quý vị ở trong một đám cháy mà mình phải giành giật từng cái hơi thở, giành giật từng phút để mình sống đó, quý vị sẽ thấy cuộc sống của mình nó rất là mong manh và đáng quý. Cho nên chúng ta cần phải tin cậy Chúa, rằng Chúa là đấng ban tất cả mọi thứ cho chúng ta. Ngay cả sự sống này chúng ta cũng không làm chủ được nữa, quý mà chị em. Đúng không ạ? Ai đã từng trải qua bạo bệnh rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là cái cơ thể của chúng ta rất là mong manh. Chỉ cần một cái dây chằng mà nó bị chấn thương thôi là mình đã đi không được rồi, đúng không ạ? Chỉ cần mà cái tĩnh mạch ở trong tim của mình mà nó nghẽn thôi là bắt đầu mình đau tim rồi, mình cảm thấy là khó sống rồi đó. Có những cái dây thần kinh nó rất là nhỏ trong cơ thể của chúng ta thôi, nếu mà nó bị trục trặc một cái thôi là chúng ta sẽ khó lòng qua khỏi. Cho nên con người của chúng ta nó rất là mong manh, quý mà chị em. Dẫu mong manh như vậy đó, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người họ cứng lòng và kiêu ngạo, cho rằng là tôi là pro, tôi là Superman, tôi không cần có Chúa là ai hết. Trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là Chúa là đấng có quyền để ban cho sự giàu có, sự tôn trọng, ban cho con người của chúng ta những gì cần thiết cho sự sống của họ. Nhưng mà những ai kiêu ngạo chống lại với Chúa, người đó sẽ không thể được phước và bền lâu. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 18 cho đến 21, lời của Chúa nói rằng là sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lời của ta quý hơn bạc cao, ta đi trong con đường công bình. Giữa các lối ngay thẳng, tặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Chúa nói rằng là sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi Chúa hết. Bông trái của Chúa tốt hơn vàng nữa. Và Chúa đi trong con đường công bình, giữa cái lối ngay thẳng, để làm cho những ai yêu mến Chúa được hưởng của cải thật. Wow, tuyệt vời không quý mà cho em? Ai yêu mến Chúa thì người đó sẽ được hưởng của cải thật. Của cải thật đó là của cải bền lâu, nó không phải là của cải giả hoặc là những cái công giá hư ảo. Ngày hôm nay có nhiều người họ giàu rất là nhanh chóng, nhưng mà sau một cuộc điều tra thôi thì họ cũng nhanh chóng vào trong tù, bởi vì cớ họ có những cái sự gian dối trong việc buôn bán của họ. Ngày hôm nay rất là dễ để mà giàu có bất chính, quý mà cha. Vừa rồi người ta mới tóm một ông đại gia bất động sản, bởi vì cớ bán rất là nhiều đất, nhưng mà đất ảo không, mà đất ma, từ thành phố Hồ Chí Minh dẫn lên Đồng Nai để mà chỉ cái đất này của tôi nè, mua đi nhờ sau này phát triển lắm. Mà cả chục miếng đất như vậy đó, lừa hàng chục người như vậy. Qua wow, cái người này tiền vô như nước. Nhưng mà bây giờ thì nhà nước và công an đang tóm và điều tra. Quý vị thấy không? Có những khi ma quỷ nó lừa dối con người ta, cho rằng là tôi không cần có Chúa gì hết, tôi tự tôi kiếm tiền được, tôi tự tôi giàu được. Nhưng mà giàu bất chính thì cũng không thể được phước lâu dài. Thi Thiên đoạn 113 câu 6 cho đến câu 8. Ngài cúi xuống để xem xét trời và đất, Ngài nâng người khốn cùng lên khỏi bụi tro, nhấc kẻ thiếu thốn khỏi đống rác, đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý, tức là với các bậc quyền quý trong dân chúng. Đức Chúa Trời Ngài sẽ cúi xuống và xem xét trời và đất này. Ngài sẽ nâng cái người khốn cùng lên khỏi bụi tro và nhấc người thiếu thốn ra khỏi đống rác. Câu hỏi đặt ra đó là có đống rác nào trong đời sống của quý vị mà quý vị muốn thoát ra khỏi đó không?
Nhiều khi chúng ta khổ quá, chúng ta kêu trời mà kêu trời không thấu. Và có những cái đống rác hôi thối trong cuộc sống của chúng ta. Nào là nợ nần, nào là những cái hóa đơn chưa thanh toán. Wow, nó làm cho mình rất là khổ sở. Thậm chí là có những đống rác mà tổ phụ chúng ta để lại cho mình nữa. Nhiều khi ông bà cha mẹ có những cái món nợ nào đó họ chưa trả hết. Và bây giờ mình là thầy con cháu, mình phải tiếp tục mình trả nợ. Đó là những cái đống rác mà Chúa Ngài muốn xóa bỏ cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Ngài muốn đem chúng ta ra khỏi cái đống rác đó, quý mài chen. Hãy để cho Chúa Ngài có thể can thiệp vào và Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự nghèo thiếu và những cái sự khó khăn trong tài chánh của chúng ta. Điều thứ hai, đó là dù gặp khó khăn ra sao cũng phải giữ vững luật lệ Chúa, sống công chính, vững tin nơi Chúa và hãy tin rằng Chúa là đấng không bao giờ bỏ người công bình. Thi Thiên 37 câu 25-26. Trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Vậy thì Chúa không bao giờ bỏ người công bình, tức là những người tin nơi Chúa. Và dòng dõi của người đó cũng sẽ không bị bỏ nữa, quý mài chị em. Cho nên quý mài chị em, chúng ta cần phải tin chắc một điều rằng là khi tôi tin Chúa thì tôi và con cháu của tôi, dòng dõi của tôi sau này sẽ không bao giờ đi ăn mày khổ sở hết. Nhưng mà có những tôn giáo, nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ thấy dòng dõi của chúng ta nó đi ăn mày đó. Tôi ví dụ, có những tôn giáo dạy cho những tu sĩ là muốn được phước và được gọi là được thánh thiện á, thì mình phải đem cái giống như là cái tô đi ngoài đường và đem cái khay đi ngoài đường, đi bộ từng bước rồi ai đó thương bỏ tiền vô trong cái khay đó. Có những tôn giáo dạy người ta đi ăn xin, quý mà chị em. Và khi mà đi ăn xin như vậy đó thì người ta nói rằng là cái người mà đi ăn xin đó được phước. Nhưng mà đối với đạo của Chúa thì khác, quý mà chị em. Đạo của Chúa nói rằng là ai mà đi ăn xin đó là người bị đũa xả. Ăn xin đó là một hành động của sự nghèo thiếu. Và Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận có sự nghèo thiếu ở trong vòng dân sự của Chúa, đến nỗi mà người ta phải đi ăn mày ăn xin như vậy. Có thể nghèo nhưng mà chúng ta không bao giờ được phép cho phép mình hoặc là con cháu mình đi ăn xin cả, quý mà chị em. Bởi vì nếu mình đi ăn xin như vậy thì có nghĩa rằng là mình đang chấp nhận rằng là Đức Chúa Trời không quan tâm và không chu cấp đến nhu cầu của mình. Cho nên trong đạo Tin Lành của Chúa không một người nào đi ăn xin hết, nếu thật sự chúng ta là người tin cậy Chúa hết lòng. Đừng vội vàng tìm cách thoát nghèo mà rơi vào trong cạm bẫy tội ác để rồi phải chồng chất thêm nợ, phạm tội với người và với trời. Có những người họ quá nghèo hoặc là họ nợ quá nhiều tiền, ví dụ vài chục tỷ. Bây giờ mình mở cửa tiệm mình kinh doanh, một tháng kiếm được 20-30 triệu, thì bây giờ số tiền của mình là 30 tỷ, thì làm sao mình có thể mình trả được cái số tiền đó với đồng lương một tháng 30 triệu, đúng không quý mài chị em? Giả sử mình nợ 1 tỷ á, mà mình mỗi tháng mình kiếm được 30 triệu á, thì mình hỏa máy ra mình còn có thể mình trả được. Nhưng mà bây giờ nợ tới 30 tỷ, thì làm sao mình kiếm được mấy chục triệu để mà mỗi tháng mình có thể trả xoay sở được cái số tiền đó. Cho nên có những người khi mà rơi vào trong cái chỗ mà nợ nần ngập đầu như vậy đó, họ bị cám dỗ trong cái việc mà mua bán ma túy hoặc là mua bán những cái gì đó mà nó gọi là trái pháp luật. Cho nên tôi khích lệ quý con cái Chúa, nếu chúng ta gặp nợ nần mà quá sức gọi là quá cái khả năng trả của chúng ta đó, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến cái việc mua bán ma túy hết, hoặc là nghĩ tới cái việc buôn lậu, hoặc là làm những cái việc bất chính khác như là mở casino, hoặc là mình điều hành những cái đường dây bán dâm này kia đó. Quý mà trẻ mời đừng bao giờ dính vào trong những cái chỗ đó, bởi vì nó chỉ dẫn chúng ta đi vào trong chỗ quý vị càng nhiều hơn. Và nhất là đừng bao giờ đi ăn trộm cướp. Người ta nói rằng là bần cùng sinh đạo tặc, đúng không? Nhiều khi khó khăn quá bắt đầu bị cám dỗ để mà trộm cướp. Nhưng mà điều đó là một cái điều mà Chúa Ngài không bao giờ mong muốn cho con cái của Chúa dính vào trong điều đó. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải siêng năng làm việc. Chúa Ngài sẽ ban phước cho người siêng năng. Lời Chúa cảnh báo những người làm biếng như thế này: ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ được vũ trang.
Ở trong Châm ngôn là 24 câu 33 cho đến 34 theo bản dịch truyền thống hiệu đính của tôi ở đây. Thì lời của Chúa nói rằng là nếu mà mình ngủ một chút, chợp mắt một chút, tức là mình không chịu đi làm, hoặc là đi làm không đúng giờ đến nỗi mà người ta đuổi chúng ta luôn, không có cho đi làm nữa, thì chính bởi vì cái sự làm biếng đó nó sẽ khiến cho cái sự nghèo khổ đến trên đời sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta cứ thiếu lên hụt xuống bởi vì cớ mình không có trung tín ở trong công việc của mình. Làm việc gì cũng không được hết. Vô công ty này sa thải, qua công ty khác cũng chê rồi, tìm cách đuổi chúng ta. Thì điều đó chúng ta cần phải sửa lại trong đời sống của mình. Có một cái gì đó nó làm cho chúng ta bị lười biếng. Công việc cơ hội đến mà mình cứ chê, mình nói ôi cái chỗ đó không có phù hợp với tôi. Rồi chỗ khác đến thì mình nói ôi cái chỗ này đòi hỏi sức khỏe, tôi không có sức khỏe để tôi làm. Rồi qua cái chỗ khác mình cái gì mình cũng chê hết. Rốt cuộc mình thiếu lên hụt xuống là bởi vì cớ mình không có tài chánh. Cho nên để chúng ta thoát được nghèo đó thì chúng ta cần phải siêng năng làm việc, chịu khó làm việc quý mài trên. Còn nếu mà mình không có làm việc mà mình cứ cầu nguyện, cứ ngồi đó chờ Chúa ơi xin ban phước cho con, Chúa ơi Chúa hỡi sao mà Chúa không cảm động cho anh Lộc tới cho con tiền, Chúa ơi tại sao Chúa không cảm động một sư Thiết đến cho con mấy triệu. Quý mài trên ơi, Chúa không bao giờ làm như vậy. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ ban phước cho mọi việc tay chúng ta làm, chứ không phải là tay người khác làm Chúa ban phước rồi xong mà mình lấy từ đó ra. Quý mài cho em. Amen. Rồi điều thứ ba tiếp theo nữa, đó là muốn thoát nghèo thì chúng ta cần phải thoát ra khỏi lối sống phóng túng của tội lỗi. Có những cái tội lỗi nó khiến cho người ta phải bị nghèo thiếu. Châm ngôn đoạn 21 câu số 17 chép rằng là ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Lời của Chúa nó rõ ràng luôn, ai ham cái sự vui chơi sẽ nghèo khó. Cái từ vui chơi ở đây không nói về cái sự giải trí lành mạnh, không nói về cái sự giải trí lành mạnh, nhưng mà từ vui chơi ở đây đang nói về một lối sống vô độ, phóng túng và sa đọa. Ai mà dính vào trong những cái cờ bạc đỏ đen như là đá gà, số đề, cá độ, đá banh, casino, rượu chè, bê tha, gái gú, thì đó chính là những cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho người ta bị nghèo thiếu và nợ nần. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài thay đổi thân phận của chúng ta, ban phước chúng ta được trở nên giàu có, mà chúng ta vẫn còn dính vào trong những cái thứ hư tật xấu này, đúng không mà chị em, thì muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ giàu có được. Cho nên để chúng ta được giàu có thì chúng ta cần phải xử lý những cái tội lỗi trong đời sống của mình. Bởi vì nó giống như là cái bẫy, nó khiến cho linh hồn của chúng ta khó có thể chắp cánh bay cao trong sự ban phước thịnh vượng của Chúa. Giống như một cái con chim mà bị dính vào trong cái bẫy, quý vị, con chim nó cho dù có đôi cánh rất là chắc, rất là khỏe, nhưng mà con chim nó cũng không thể nào có thể bay lên bầu trời cao xanh được, bởi vì cớ nó bị dính ở trong cái bẫy đó. Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa chúng ta bị dính vào trong những cái điều này, thì tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta nghe những lời này. Chúng ta sẽ có một ý chí để chúng ta đưa ra quyết định rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi dính vào trong những cái điều này. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi hút thuốc lá. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi cá độ đá banh. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi chơi cờ bạc đỏ đen. Và ngày mai sẽ là một ngày khởi đầu mới trong đời của tôi. Amen không quý mài cho em. Hôm nay là ngày mà tôi cầm cái ly rượu này, nhưng qua ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt với nó. Lúc đó quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình nó sẽ được phước vô cùng quý mài cho em. Còn nếu mà mình cứ dây dưa còn lưu luyến với những cái ly rượu, ly bia, số đề, cờ bạc đỏ đen, casino, trai gái, thì bây giờ không ai có thể cứu được chúng ta cả. Ngay cả Chúa cũng không thể cứu chúng ta ra khỏi sự nghèo thiếu được quý mài cho em. Cho nên tôi chỉ cầu nguyện cho những ai có một tấm lòng thật sự ăn năn với Chúa, đến với Chúa và cầu nguyện xin Chúa Ngài tha tội cho con và giúp cho con được thay đổi. Chứ còn nếu mà mục sư mà cầu nguyện cho quý vị, chúc phước cho quý vị được giàu có thịnh vượng, nhưng mà khi quý vị rời khỏi hội thánh thì quý vị trở lại với con đường tội lỗi đó, thì giống như con heo đã được rửa sạch nhưng mà sau đó nó trở lại với vũng bùn. Giống như con chó mà nó đã ói ra rồi nhưng mà bây giờ nó lại liếm lại những cái đồ mà nó đã ói ra như vậy. Quý vị ơi, xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể dứt khoát đối với lại những cái tội lỗi này. Amen. Điều thứ tư, để được giàu có, được thịnh vượng và cuộc đời của chúng ta đi lên trong ơn của Chúa, đó là chúng ta hãy đọc và suy gẫm để làm theo lời Chúa mỗi ngày để được phước. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 7 cho đến câu số 8,
ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2010, lời của Chúa chép thế này: Hãy mạnh dạn và thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xoay qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Lời của Chúa nói rõ với chúng ta rằng là để chúng ta được thịnh vượng và thành công, quý vị, thì không gì ngoài lời Chúa ra. Chúng ta cần phải đọc và suy gẫm ngày và đêm, sau đó chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa. Thì chắc chắn chúng ta là dù xây bên tả hay bên hữu, chúng ta đi làm là làm thuê hay là chúng ta làm chủ, chúng ta cũng đều được phước và thành công hết quý mài chị. Dù là chúng ta là người chăn nuôi, hoặc là chúng ta là nông dân, hoặc là chúng ta là giám đốc, chúng ta làm kinh doanh online, bất cứ mọi thứ gì chúng ta làm đều sẽ được phước và thịnh vượng hết. Nếu chúng ta yêu mến lời của Chúa, chắc chắn lời của Chúa sẽ đem lại phước hạnh cho mọi công việc mà chúng ta làm. Thi Thiên đoạn 128 câu 1 cho đến câu 2, bản dịch 2011 chép rằng: Phước cho người kính sợ Chúa, người đi trong đường lối Ngài, bạn sẽ hưởng hoa lời của tay mình, bạn sẽ được phước và thịnh vượng. Lời của Chúa nói rằng là nếu mà chúng ta kính sợ Chúa, đi trong đường lối, tức là đi trong lời của Chúa đó quý vị, thì chúng ta sẽ hưởng được hoa lời của tay mình, được phước và được thịnh vượng. Tuyệt vời không quý mài chứ em? Vậy cho nên chúng ta hãy là người yêu mến lời của Chúa, hãy luôn dành thời gian để ngồi lại với lời của Chúa, đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa. Thi Thiên là 119 câu 103, lời của Chúa chép rằng là: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Quý vị thấy lời của Chúa có ngọt ngào cho linh hồn của chúng ta trong lúc mà chúng ta nghe và đọc lời của Chúa không? Hay lời của Chúa trở nên đắng ở trong linh hồn của chúng ta khi chúng ta nghe lời của Chúa? Hay là chúng ta không tiếp thu nổi lời của Chúa vào trong đời sống của mình? Có những giây phút tôi thấy rằng là cuộc đời của mình dường như là không thể nghe nổi lời của Chúa, bởi vì lúc đó mình đã yếu đuối rồi, mình xa cách Chúa quá rồi. Cầm cuốn Kinh Thánh lên là cầm không nổi quý vị. Mở cái trang đầu tiên ra là ngáp rồi, đọc trang thứ hai là bắt đầu thấy là mình muốn ngủ rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau đó Chúa giải cứu tôi và tôi được tự do để tôi có thể đọc ngấu nghiến lời của Chúa. Và tôi nhớ năm đó tôi 14 tuổi và tôi học năm lớp 8. Từ đầu năm cho đến cuối năm tôi đã đọc cả Kinh Thánh được một lần. Tôi rất là vui, bởi vì dẫu rằng tôi đọc không nhiều, nhưng mà trong suốt năm lớp 8 đó, tôi vừa mới hoàn tất được chương trình lớp 8 của tôi, thì tôi đã đọc xong cuốn Kinh Thánh này từ đầu đến cuối luôn. Và tôi không phải chỉ đọc cho có, nhưng mà tôi vừa đọc vừa làm dấu, tôi đánh dấu, tôi gạch ở dưới những câu Kinh Thánh của tôi. Cuốn Kinh Thánh đó bây giờ thì tiếc quá tôi làm mất hết rồi, tại vì nó lâu quá, cách đây cả hơn 30 năm về trước. Nhưng mà tôi rất yêu thích những cái giờ phút đó. Cứ tối 11 giờ cho đến 12 giờ khuya là tôi ngồi tôi đọc Kinh Thánh. Đến nỗi mà người anh họ của tôi đó đang ngủ, mở mắt ra thấy tôi vẫn còn cái cầm của cuốn Thánh, tôi ngồi kế bên tôi đọc. Nó nói với tôi rằng: Ê mục sư, khuya rồi mà bây giờ còn đọc Kinh Thánh nữa sao? Tôi cảm thấy nhột lắm, bởi vì ai đó chọc tôi là mục sư. Nhưng mà tạ ơn Chúa, người ta chọc tôi là mục sư, lúc đó tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ thì tôi cảm ơn Chúa, bởi vì chính nhờ những cái lời chọc đó mà tôi trở thành mục sư thật ngày hôm nay, quý mài cho em. Cho nên hãy yêu mến lời của Chúa, và đừng để cho lời của Chúa trở nên đắng, hoặc là trở nên một cái thứ gì đó xa lạ trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn được phước, hãy là người yêu mến lời của Chúa, đọc cho đến khi nào chúng ta cảm thấy lời của Chúa nó ngọt họng của chúng ta, quý mài cho em. Amen. Dạ, tôi xin Chúa ngài cho cái giọng nói của tôi nó có thêm muối và thêm đường một chút, để cho nó có thể dễ tiếp thu hơn. Tôi xin lỗi bởi vì có một số thính giả nghe lời của Chúa online và có thể cảm thấy không thoải mái với giọng nói của tôi, bởi vì giọng nói của tôi nó lớn quá, hoặc là cảm thấy đanh thép quá. Nhưng mà tôi cũng cậy ơn Chúa để tiếp nhận những cái lời góp ý của quý vị, để lời nói của tôi có sự mềm mại hơn, có sự nhẹ nhàng hơn, để mọi người có thể nghe được dễ hơn. Tại vì cái chất giọng của tôi, Chúa cho tôi nó là như vậy, tôi không muốn mình trở thành một người khác. Và cũng có người nhắn tin và nói với tôi rằng là: Mục sư,
Trương Tuấn là mục sư đầu tiên mà tôi nghe lời Chúa tôi không bao giờ buồn ngủ hết. Tại vì tôi giảng, nhiều khi tôi giảng rất là nhanh và nói rất là lớn. Cho nên người chị em nói rằng là những mục sư khác đó, tôi nghe tôi cảm thấy buồn ngủ lắm. Nhưng mà riêng mục sư Trương Tuấn là tôi không ngủ được. Cho nên trong những cái việc mà phục vụ cho dân sự của Chúa thì cũng có người này người kia. Có người thích giọng lớn, có người thích giọng nhỏ, có người thì thích nghe giọng miền Bắc, cũng có người thích nghe giọng miền Nam. Thì chúng ta là tôi tớ của Chúa, chúng ta cần phải phục vụ dân sự của Chúa theo cái cách mà Chúa Ngài dựng nên chúng ta. Chúng ta không nên cố gắng mình trở thành một người khác. Dĩ nhiên có những cái thiếu sót của mình, hoặc là có những cái gì đó mà chưa có chuẩn, chưa có được hay cho lắm, thì chúng ta nên hãy sửa lại. Nhưng những cái gì nó liên quan đến tính cách hoặc là trong con người của chúng ta, nó đã là như vậy, thì chúng ta nên giữ cái sự tự nhiên của chúng ta, để nhiều người sẽ được phước qua con người thật của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị, bởi vì nhờ những sự đóng góp của quý vị mà tôi được có ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn quý vị, những người đã trung tín nghe lời của Chúa qua mạng Internet trong những ngày vừa qua. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng yêu mến Chúa và kính sợ Chúa của chúng ta. Rồi chúng ta qua đến phần thứ tư. Làm thế nào để chúng ta được thoát nghèo và được phước? Đó là chúng ta hãy dâng hiến đầy đủ 1/10 cho Chúa. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu số 9 cho đến câu số 12 chép rằng: các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi kha lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Tạ ơn Chúa, Chúa nói rằng là chúng ta hãy đem hết thảy 10% vào kho, rồi sau đó Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không đủ chỗ chứa. Có thể đọc đến đây một số anh chị em chúng ta sẽ cảm thấy Đức Chúa Trời sao mà tham quá. Ôi Chúa tốt lành, sao mà Chúa cứ nhìn vào bóp tiền của con hoài. Con đã nghèo rồi, bây giờ Chúa còn nhìn vào trong 10% của con ăn 10% còn chưa đủ, bây giờ Chúa lấy 1% của con nữa. Sao Chúa ác quá vậy? Có phải Chúa ác không quý mài cho em? Quý vị là người cha người mẹ, quý vị có con cái, quý vị có mong muốn con của mình mỗi tháng nó đi làm rồi đó, nó có tiền lương đó, mỗi tháng nó cho chúng ta một món quà nhỏ nhỏ thôi, vài trăm ngàn hoặc là 100 ngàn thôi, quý vị có vui không? Giữa cái việc mỗi tháng nó cho mình món quà với việc là mỗi tháng nó không cho mình một xu nào hết, nó không cho mình một cái món quà nào hết, dẫu rằng nó thu nhập rất là nhiều, mấy triệu hoặc là mấy chục triệu luôn, nó không cho mình món nào hết. Thì giữa hai cái việc đó, quý vị là cha là mẹ, quý vị muốn cái điều nào hơn à? Muốn có quà hơn đúng không ạ? Dẫu rằng món quà đó nó không có đáng giá là bao hết, 50 ngàn thôi cũng được, 100 ngàn cũng được, nhưng mà có quà thì vui hơn. Bởi vì sao? Bởi vì người cha người mẹ đó thấy rằng những đứa con của mình nó đã chín chắn và trưởng thành rồi, nó biết ơn mình, cho nên nó mới tặng quà cho mình. Tấm lòng của nó ở trong cái món quà đó, của ít nhưng mà lòng nhiều. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy, quý mài cho em, Ngài là cha tốt lành. Ngài không phải tham của chúng ta đâu, nhưng mà Ngài mong muốn thấy chúng ta có sự biết ơn và yêu mến Chúa. Vì những gì Chúa đã ban phước cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đem những cái sự dâng hiến đó cho Chúa trong sự biết ơn Chúa và kính sợ Chúa. Chúa không đòi chúng ta là 2/10, 3/10 hoặc là 9/10, nhưng mà Chúa chỉ đòi 1% thôi quý vị. Và Chúa nói rằng là của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chúa muốn thấy cái tâm lòng của chúng ta với Chúa như thế nào qua sự dâng hiến, chứ không phải là Chúa muốn xem chúng ta giàu bao nhiêu ở trong sự dâng hiến, nhưng mà Chúa muốn xem coi lòng của chúng ta có thật sự yêu Chúa hay không. Lộc có nhớ lúc mà mình quen vợ của mình nó chưa cưới đó, mình đi ăn chè, ăn này ăn kia, đi vui chơi ở ngoài, có bao giờ mình tính toán với vợ mình không? Không, đúng không? Đúng không Đào? Không có tính đúng không bây giờ thậm chí là không nhớ luôn. Tại vì sao? Tiền của anh cũng là của em thôi, anh yêu em thì tiền của anh cũng như là của em, không bao giờ suy nghĩ tính toán gì hết. Nhưng mà giả sử nếu một người nam hoặc là một người nữ mà không yêu á, yêu người yêu của mình á, thì tính từng đồng từng cắt, chia tay ăn đồ quà đúng không?
Tại sao? Không yêu mà. Bây giờ không quen nữa thì đó lại qua. Đó là người không yêu. Nhưng mà người đã yêu thật sự rồi đó quý vị, người ta cho không tiếc. Cho không tiếc. Cho nên để chúng ta có được phước hạnh của Chúa thì chúng ta nên tập thói quen dâng hiến một mười trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài vui lòng để ban phước cho những người yêu mến Chúa. Và có một thực tế, có một thực tế tôi vẫn thấy trong chức vụ của tôi, đó là có những người họ không yêu mến Chúa nhưng mà Chúa vẫn ban phước cho họ. Tức là họ tin Chúa nhưng mà họ không yêu mến Chúa gì hết, Chúa vẫn ban phước cho họ, đúng không ạ? Họ không dâng hiến gì hết, họ không làm bất cứ công việc gì trong hội thánh hết, chỉ đến để nghe lời Chúa rồi xong rồi họ về nhà, rồi đến chủ nhật tuần sau họ đến cứ gặp mục sư là mỉm cười ha, bắt tay mục sư, xin Chúa ban phước mục sư, rồi đó đứng cầu nguyện, mục sư cầu nguyện chúc phước cho em thì em nhận. Nhưng mà riêng vì dâng hiến là em không dâng hiến. Tôi vẫn thấy trong cuộc sống của người đó, công việc của những người đó vẫn được phước. Dẫu rằng tấm lòng người đó không có với Chúa ở trong đây, nhưng mà Chúa vẫn ban phước cho họ. Nhưng mà sau đó một thời gian, cái phước đó bắt đầu nó thưa dần đi quý mà chị. Bởi vì người đó càng lớn lên trong sự nhận biết Chúa nhưng mà không bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa qua những hành động, việc làm cụ thể của mình, thì cái phước nó bắt đầu nó đến dần, nó thưa dần đi. Cho đến khi người đó nhận biết rằng là tôi cần phải dâng hiến và bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa của tôi nhiều hơn thế nữa, thì người đó sẽ được phước lâu dài càng hơn. Rồi, cảm ơn Chúa. Điều thứ năm, để chúng ta được phước và được thoát khỏi sự nghèo thiếu, đó là chúng ta hãy học một lối sống của sự rộng rãi và ban cho. Người Việt Nam của chúng ta có câu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhất là những anh chị em nào chúng ta là người miền Trung hoặc là ở miền cao đó, chúng ta sẽ hiểu rõ câu này như thế nào. Đôi khi chúng ta trong cái sự thiếu thốn, chúng ta phải ăn uống dè chừng trở lại. Thay vì một ngày mình ăn được 3 tô cơm thì bây giờ một ngày mình ăn chỉ là từ 1 tô rưỡi cho đến 2 tô thôi. Mình phải bớt lại một chút để mình còn có thức ăn lâu dài hơn sau này. Và khi mà ở những cái vùng núi lạnh lẽo, nhất là miền Trung đó quý vị, tôi đã ra miền Trung tôi thấy có những cái lúc mà thời tiết nó khắc nghiệt vô cùng. Nhất là dịp cuối năm, từ tháng 11 cho đến tháng 12. Là mưa thì mưa phùn, nhưng mà cái lạnh thì lạnh thấu xương. Nó lạnh còn hơn Đà Lạt nữa quý mà chứ em. Người ta bận áo là không phải chỉ là một cái áo khoác đâu, nhưng mà phải đôi khi phải là 2 cho đến 3 cái áo, nhất là về đêm. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì cái việc mà khéo co thì ấm, đó là chuyện dĩ nhiên. Bởi vì đôi khi có những cái mền quý vị nó nhỏ lắm, nó không có to được, và người ta phải co ro trong những cái mền nhỏ như vậy. Đó là cái thực trạng của nhiều người ở tại Việt Nam. Nhưng mà là người tin Chúa ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta không sống như vậy, quý mài chè. Là người tin Chúa thật sự, Chúa không bao giờ để cho chúng ta phải siêu to cả, quý mài chè. Chúa không bao giờ để chúng ta phải ăn uống khó khăn, rồi phải dè sẻn ở trong cái cuộc sống của mình. Nếu có, chúng ta hãy cầu nguyện từ ngày hôm nay, Chúa ơi, xin đừng để cho con phải rơi vào trong cái chỗ này. Tôi đã ra miền Trung và tôi gặp một gia đình con cái Chúa. Hai vợ chồng nói với tôi, mục sư ơi, trước đây gia đình của chúng tôi nghèo thiếu lắm, không phải như bây giờ đâu, nhà cửa khang trang như bây giờ đâu. Ngày xưa đó, cái chỗ nhóm ở đằng sau nhà tôi đó là cái chỗ nó rất là nhỏ. Mà thiệt, tôi ra đó tôi thấy nó nhỏ vô cùng, nhìn ọp ẹp, nó sập sệ lắm. Vậy đó mà ngày xưa đó, khi mà mới tin Chúa đó, là cả hai vợ chồng cùng với hội thánh của Chúa, mấy chục người, cả trăm người nhóm ở đó, trong một cái phòng nhỏ như vậy đó, mà họ vẫn yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Rồi sau một thời gian chưa đầy 20 năm thì Chúa đã ban phước cho cái nhà đó. Từ cái chỗ mà sập sệ thấp bé ở phía sau, bây giờ họ xây được ở phía trước rất là rộng rãi và khang trang. Tôi nhìn vào và tôi cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài luôn tốt lành và thành tín trên đời sống của hai vợ chồng đó. Họ nói rằng ngày xưa, mục sư biết không, là nó lạnh thấu xương, nó nổi mà phải để cái người ta phải đốt than đó, để trong nhà để mình ngồi cái bên cạnh cái than đó đó thì mới ấm được. Chứ còn mà ngủ đó, đôi khi đó là có một cái mền cũng không có đủ ấm được. Và tạ ơn Chúa, sau một thời gian tin Chúa và tin cậy Chúa thì bây giờ Chúa ban phước gia đình đó, không thiếu bất cứ điều gì hết quý vị. Máy lạnh cũng có, máy ấm cũng có. Rồi gia súc bắt đầu được phước, được gia tăng sinh sản nhiều hơn. Cho nên tôi khích lệ quý con cái Chúa, những ai chúng ta đang sống ở trong sự nghèo thiếu, chúng ta đừng vội nản lòng, nhưng mà chúng ta hãy tin cậy Chúa và chúc phước cho cuộc đời của mình,
để cuộc đời của mình sẽ càng ngày càng đi lên trong ơn của Chúa. Đừng bao giờ rủa xả cuộc đời của mình qua mồm miệng của chúng ta. Đừng bao giờ nói ra những lời tiêu cực, nói ôi tôi cũng không hơn gì ba mẹ của tôi đâu, ba mẹ của tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi cũng không có mồng tơi để rớt nữa. Đừng bao giờ nói ra những lời như vậy quý vị ơi. Đừng bao giờ cho phép cái sự nghèo thiếu nó ở trong đời sống của mình. Có một thời gian á, khi tôi mới hầu việc Chúa, Chúa thử thách tôi. Và lúc đó thì thực sự khó khăn đối với hai vợ chồng của chúng tôi. Có những ngày đó quý vị, tôi phải chiến đấu với là cái tâm trí của mình đó. Về những ý nghĩ mà ma quỷ nó đem vào trong tâm trí của tôi. Nó nói rằng là mày lúc nào cũng nghèo hết đó. Hầu vì Chúa cũng nghèo, sau này mày hầu vì Chúa cả chục năm mày cũng nghèo. Và cái chữ nghèo đó nó viết in hoa rất là to ở trong tâm trí của tôi nè. Và có ngày kia tôi cầu nguyện tôi, Chúa ơi, tại sao mà con lúc nào cũng suy nghĩ về nghèo hết? Cái chữ nghèo nó không bao giờ xóa ra khỏi tâm trí của con. Con nhắm mắt con cũng thấy chữ nghèo, mà con mở mắt con cũng thấy chữ nghèo. Con quỳ gối con cầu nguyện cũng thấy chữ nghèo to tướng ở trong tâm trí của con. Con đi đâu hầu vì Chúa cũng thấy chữ nghèo hết. Rồi có những khi tôi phải cố gắng giống như là mình lấy nó ra khỏi tâm trí của mình, kéo nó ra, nhưng mà kéo không được quý mà chứ. Và tạ ơn Chúa, sau một thời gian dài tôi chiến đấu thì bắt đầu tôi nhìn thấy cái chữ giàu nó xuất hiện ở trong tâm trí của tôi. Chữ giàu in hoa luôn. Và khi tôi thấy cái chữ giàu in hoa trong tâm trí của mình á, thì tôi tạ ơn Chúa và tôi rơi nước mắt. Tôi rơi nước mắt bởi vì tôi biết rằng là cuộc sống của tôi sau này sẽ không có nghèo thiếu nữa. Tại vì lời của Chúa, đôi khi tôi không hiểu hết, cho nên là tôi nghĩ rằng là mình sẽ nghèo khi mình hầu vị Chúa. Tôi đọc ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, tôi thấy rằng là những người Lê Vi á, không có phần cái cơ nghiệp gì ở trên đời này hết. Thậm chí là khi mà dân Israel vào trong xứ hứa, chiếm xứ hứa, rồi mỗi chi phái, 11 chi phái đều có được xứ, có được nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, ha, sản nghiệp đầy đủ hết. Nhưng mà riêng chi phái Lê Vi không cho một cái nhà nào hết, không cho một cái sản nghiệp nào hết. Tôi đọc cái đó tôi nói, ôi Chúa ơi, sao mà Chúa đối xử ác với lại người hầu vị Chúa vậy? Người Lê Vi đã hầu vị Chúa tận tâm rồi, bây giờ Chúa không cho họ sản nghiệp, thì bây giờ họ làm sao sống? Có vợ con rồi, bây giờ không cho nhà cửa đất đai, sao sống? Chúa nói với tôi rằng là con hãy đọc kỹ lại đi, xem coi rằng là cái từ sản nghiệp đó với cái từ nhà cửa, ruộng vườn, đất đai đó nó có giống nhau không. Bắt đầu tôi đọc lại và tôi thấy rằng là người Lê Vi họ vẫn được cấp cho mấy cái thành. Ở trong Giô-suê á, chúng ta thấy rằng là người Lê Vi vẫn được cấp cho những cái thành, cấp cho nhà, rồi cấp cho đất đai để họ có thể cày cấy, nuôi vợ, nuôi con. Chứ không phải rằng là họ không có sản nghiệp là họ là khô rách áo ôm, là cho ra ngoài đường, lót lá đầu đường nằm, không có. Người Lê Vi họ nghèo là bởi vì cớ Chúa Ngài muốn cho họ không có quan tâm đến việc kinh doanh hay là việc mua bán ở ngoài thế gian, để họ có thể chuyên tâm để phục vụ Chúa ở trong đền thờ mà thôi. Chứ nếu mà người Lê Vi mà buôn bán kinh doanh ở ngoài, đến khi mà ngày Sa-bát người ta đến, người ta cần mình cầu nguyện cho, nhắm mắt lại mình cứ thấy hóa đơn này hóa đơn kia, con số nó cứ chạy nhảy ở trong tâm trí của mình, làm sao mình có thể chuyên tâm được để mà mình cầu nguyện cho người ta được. Đó lý do tại sao mà Chúa Ngài muốn cho người Lê Vi được có một cái sự trọn vẹn hay là tận tâm ở trong việc phục vụ Chúa. Cho nên Chúa không muốn cho họ phải kinh doanh làm ăn thêm ở ngoài. Chứ còn nếu mà sản nghiệp nhiều quá, đất đai nhiều quá đó, rồi bắt đầu bị cám dỗ để làm bất động sản đúng không? Mà buôn bán rồi xong rồi ngày Sa-bát người ta alo, cái nhà đó anh bán 10 tỷ đúng không? Rồi thôi bây giờ qua đây chỉ cho tôi cái nhà đó đi, rồi xong rồi anh về anh phục vụ Chúa sao cũng được. Cái điện thoại réo suốt ngày như vậy làm sao mà có thể phục vụ Chúa? Cho nên là Chúa Ngài có lý do của Ngài. Nhưng mà trong cái lý do đó tôi vẫn thấy rằng Chúa vẫn tốt lành, Chúa vẫn cho họ có nhà cửa, có ruộng vườn, đất đai đầy đủ chứ không thiếu. Và sau đó thì tôi nhìn thấy cái chữ giàu xuất hiện ở trong tâm trí của mình. Và Chúa nói với tôi rằng là con đang thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời tốt lành. Đức Chúa Trời tốt lành lắm quý mà chị em. Ngài tốt lành với quý vị thế nào thì Ngài cũng tốt lành với chúng tôi là những mục sư cũng thế. Và thậm chí là dòng dõi của người Lê Vi cũng sẽ được phước còn nhiều hơn là dòng dõi của người không phải là người Lê Vi nữa quý vị. Có người nói rằng là tôi muốn làm con cái Chúa thôi chứ tôi không muốn làm đầy tớ của Chúa. Tại vì con cái Chúa thì được chăm sóc tốt hơn đúng không ạ? Còn đầy tớ thì nhiều khi làm việc này việc kia cực lắm. Nhưng mà cái từ đó nó chỉ nói cho chúng ta về cái mức độ thân mật mà thôi quý mà chị. Tại vì người con cái Chúa nào mà khi trưởng thành càng hơn, càng nhận biết ý muốn của Chúa,
càng muốn bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa của mình thì người đó sẽ dấn thân phục vụ Chúa. Và khi phục vụ Chúa thì người đó sẽ được Chúa nâng cấp lên ở mức độ đó là đầy tớ của Chúa. Bất cứ đầy tớ Chúa nào cũng đều phải là con cái Chúa thật hết. Amen. Nhưng mà không phải con cái Chúa thật nào cũng là đầy tớ của Chúa. Đúng không ạ? Chỉ có những người nghe và đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa thì người đó mới trở thành đầy tớ của Chúa, phục vụ Chúa trong chức vụ mà thôi. Cho nên đối với Chúa thì bất cứ ai thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, Ngài cũng đều yêu quý cả. Nhưng mà Ngài sẽ ban phước nhiều hơn cho những ai có tấm lòng phục vụ Chúa nhiều. Có những khi mà tôi suy nghĩ về việc đó là những mục sư phải gặp những sự khó khăn, thiếu thốn, túng thiếu, rồi thiếu trước hụt sau, thì tôi hỏi với Chúa: Chúa ơi, đó thấy chưa, hầu vì Chúa khổ như vậy đó, tại sao Chúa nói rằng là hầu vì Chúa sướng hay là được phước? Thì Chúa cho tôi thấy ở trong Giê-rê-mi đoạn số 10 câu 21, cái lý do tại sao mà có những người hầu vì Chúa ngày hôm nay họ phải sống ở trong sự khó khăn, túng thiếu, thậm chí là nghèo thiếu nữa. Lời Chúa chép thế này: những kẻ chăn chiên đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va, vì vậy mà chúng nó chẳng được thịnh vượng và hết thảy những bầy chúng nó bị tan lạc. Lời của Chúa nói rõ ràng, có những người chăn chiên, tức là những người mục sư, những người phục vụ Chúa, họ ngu dại bởi vì cớ họ không tìm cầu Chúa, họ không cầu nguyện với Chúa, họ không cố gắng hết sức để tìm kiếm trong lời của Chúa và những lời hứa phước hạnh trên đời sống của mình, và cho nên họ không được thịnh vượng, họ không được thịnh vượng. Nếu chúng ta hầu vì Chúa, phục vụ Chúa mà muốn được thịnh vượng, chúng ta hãy kiên nhẫn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Chúng ta hãy bước vào trong một cái chỗ sâu nhiệm hơn của sự cầu nguyện. Chúng ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm được sự mở đường của Chúa ở trong hoàn cảnh của chúng ta. Đôi khi Chúa đem chúng ta vào trong cái chỗ rất là khó để chúng ta có thể tìm cầu Chúa, hết sức tìm kiếm Chúa cho bằng được, để rồi chúng ta sẽ được Chúa thay đổi thân phận và số mệnh của chúng ta. Matthew đoạn 6 câu 31 cho đến 33, lời của Chúa nói thế này: ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Quý vị thấy không ạ? Đừng có lo ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng mà hãy trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Trước hết quý mời cha, đừng để Chúa là đấng sau hết, nhưng mà hãy để Chúa là đấng trước hết ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi gặp khó khăn, túng thiếu, nợ nần, hoặc là những cái nan đề trong đời sống của chúng ta liên quan đến tài chánh, thì cái đấng đầu tiên, đối tượng đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ đến phải là Chúa. Nếu quý vị khi đối diện với nan đề trong tài chánh, khó khăn, nợ nần, quý vị nghĩ đến cái bà chủ hụi kia, hoặc là cái ông chủ hụi nọ, hoặc là cái người nào đó giàu có ở trong xóm của mình, quý vị thấy rằng là đức tin của mình chưa thật sự là đức tin hết lòng nơi Chúa. Bởi vì mình vẫn còn có người này kia thay thế ở Chúa. Rồi đến khi mà người này kia không giúp đỡ được cho mình, bắt đầu mình quay trở lại, mình cài số dê, mình cài dê lại về với Chúa. Quý vị ơi, điều đó thật sự không nên. Chúa muốn phải là số 1 trong đời sống của chúng ta. Chúa ơi, nếu mà Chúa không giải quyết cho nan đề này của con, thì cái người này người nọ cũng không giải quyết được, không ai giải quyết được hết. Và Chúa là đấng có quyền để thay đổi số phận của con, thay đổi được cái tài khoản của con, thay đổi được thu nhập của con, thay đổi được cái tương lai của gia đình của con. Và khi Chúa đã quyết định rồi đó quý vị, Chúa vẫn có thể sử dụng một cái người rất là nghèo để đem đến phước hạnh chúng ta. Amen. Tôi thấy trong Kinh Thánh Chúa dùng những cái điều mà có thể đem đến cái sự tiếp trợ chúng ta rất là lạ. Như là trong thời kỳ của Eli bị đói kém, Chúa không gửi đến một đại gia, một tỷ phú giàu có để nuôi Eli, nhưng mà Chúa đem đến một người đàn bà quá, chỉ còn có đủ hai cái bánh thôi, đúng không ạ? Vậy đó mà Chúa dùng cái người phụ nữ đó để mà nuôi nấng và tiếp trợ cho Eli. Chúa không dùng con đại bàng để mà đem thịt và bánh đến cho Eli ở tại Khe Kerit, nhưng mà Chúa dùng cái con quạ, đúng không ạ? Con quạ là cái con xấu xí, con dơ giấy, cái con tham ăn nhất. Vậy đó mà Chúa vẫn đem cái con quạ đến để tiếp trợ cho tôi tớ của Chúa. Cho nên quý vị ơi, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tiếp trợ cho mình, thì đừng mong đợi có những đại gia hoặc là có triệu phú nào đó, người giàu có nào đó đến giúp đỡ cho mình. Nhưng đôi khi Chúa dùng một cái người mà chúng ta có thể mình
coi thường họ, hoặc là mình thấy họ không phải là một người có thể giúp cho mình được. Nhưng từ trong những cái chỗ ít ỏi đó, Chúa sẽ nhân hóa ra nhiều hơn quý ông bà chị em. Cho nên cách của Chúa nó khác với cách của con người chúng ta. Đường lối của Chúa khác với đường lối của chúng ta. Amen. Và điều tiếp theo nữa đó là chúng ta cần phải sống rộng rãi và ban cho. Ở trong Thiên đoạn thứ 41 câu số 1 câu 2, lời của Chúa nói thế này: phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người, người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Thi Thiên đoạn 112 câu 9, bản dịch 2010, chép rằng: người ấy rải tiền của, bố thí cho người nghèo khổ, sự công chính của người ấy còn đến đời đời, sự người ấy sẽ được ngước lên trong vinh hiển. Như vậy thì khi mà chúng ta là người tin Chúa và muốn cuộc đời của chúng ta được phước, thì điều mà chúng ta không thể quên được trong đời sống của mình đó là chúng ta cần phải học cách rộng rãi và ban cho. Hãy sống rộng rãi và ban cho thì chúng ta sẽ có phước nhiều hơn. Công vụ đoạn 20 câu 35 chép rằng là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trong vương quốc của Chúa, cái nguyên tắc để chúng ta được phước đó là chúng ta cần phải ban cho. Trong ngôn đoạn 19 câu số 17, ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ân lành ấy cho người. Khi chúng ta thương xót và ban cho thì Chúa Ngài sẽ vui lòng và Ngài sẽ báo lại những việc ân lành đấy. Cho nên để chúng ta được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta sau này, thì ngoại trừ việc dâng hiến phần 10 ra thì chúng ta cũng hãy ban cho thêm. Trong sự dâng hiến của Chúa thì nó có hai phần, đó là phần 1 phần 10 và của lạc hiến, tức là cái sự ban cho riêng tùy theo tấm lòng của mình nữa. Chẳng hạn một tháng tôi thu nhập được, giả sử thôi nha, ví dụ là 10 triệu, thì tôi sẽ trích một 10 của tôi là 1 triệu để dâng cho Chúa. Còn 9 triệu còn lại thì tôi có thể tôi giữ để tôi sử dụng. Nhưng mà nếu mà tôi được Chúa cảm động để tôi dâng, tôi giúp cho cái người này người kia, hay tôi thấy người đó khó khăn quá, đang bị bệnh tật hoặc là đang bị thất nghiệp chẳng hạn, tôi có thể dâng thêm cho người đó 1 triệu hoặc là 2 triệu gì đó, tùy theo tấm lòng của tôi. Còn nếu mà tôi không cảm động thì tôi không dâng, cũng chẳng ai bắt lỗi được gì tôi cả, bởi vì tôi đã dâng hiến cho Chúa 1/10 rồi. Cho nên trong Chúa thì có hai cái phần dâng hiến. Thứ nhất đó là 1/10, và thứ hai đó là của lạc hiến. Lạc hiến tức là cái sự dâng hiến vui mừng. Vui mừng chứ không phải là mình bị ép buộc rồi mình vừa nhăn nhó rồi mình dâng hiến. Đó không phải là lạc hiến quý mà chứ. Lạc hiến đó là sự ban cho vui lòng. Khi tôi giúp cho cái người đó khó khăn như vậy, tôi cảm thấy tôi vui. Tôi cảm thấy tôi làm được điều ích lợi cho người đó, và Chúa Ngài cũng vui lòng về điều đó, và tôi sẽ được phước nhiều hơn. Thì đó là cái sự lạc hiến. Rồi điều cuối cùng để chúng ta thoát khỏi cái sự nghèo thiếu trong cuộc đời của chúng ta và cho thế hệ của chúng ta, đó là chúng ta cần phải cầu nguyện để bẻ gãy những sự rủa xả ở trong thế hệ của chúng ta. Bẻ gãy tất cả những cái sự rủa xả ở trong những cái thế hệ trước của chúng ta nữa quý vị. Như hồi nãy tôi có nói về cái sự mà Chúa Ngài nhân tội tổ phụ mà phạt lại con cháu đến 3-4 đời đó quý vị. Có những khi tổ phụ chúng ta họ là những người làm tà thuật, thờ cúng ma quỷ, họ sử dụng bùa ngải hoặc là lên đồng, lên cốt. Họ làm những cái việc mà chống nghịch lại với lời của Chúa. Rồi đến chúng ta là con cháu, chúng ta tin Chúa, mà chúng ta nhận biết rằng là tổ phụ của tôi đã từng có những giao ước với ma quỷ như vậy. Bằng chứng đó là cứ lúc nào tôi đi ra đi vô trong nhà này cũng thấy có người đứng ở đó. Thấy phụ nữ tóc dài xõa trắng ra, cứ nó cứ đe dọa, nó nhát ma con cái của chúng ta không. Tối ngủ thì nó hiện ra ngay bên cạnh giường của mình, và không biết cách làm thế nào hết, chỉ biết cắn răng mà chịu thôi. Kêu tin Chúa không chịu tin, nhưng mà lại cứ cắn răng mà chịu như vậy. Tôi thấy rất là khổ cho những người như vậy quý mài cho em. Chỉ cần quỳ gối xuống với Chúa, nói với Chúa: Chúa ơi, con xin tin nhận Ngài, xin Chúa Ngài giải cứu con, tha thứ tội lỗi cho con và giải cứu con khỏi tất cả những quyền lực ma quỷ. Ngay lập tức quỷ ra khỏi nhà mình liền, không cần phải mời thầy bà tới cúng rồi cầu siêu hay là giải hạn này kia hết. Đơn giản lắm quý mài cho em. Vậy đó mà ma quỷ nó trói buộc tâm trí nhiều người, nó khiến cho nhiều người không tin. Quỷ cứ ra vô trong nhà như vậy đó, rồi cứ lúc nào cũng đi xin thầy xin bà mang bùa về, mà mỗi cái bùa nó lại thêm cái sự trói buộc ở trong thuộc linh nữa, ngủ càng không được ngon nữa quý mài chứ.
Cho nên để chúng ta được giải phóng ra khỏi những sự rủa sả thì chúng ta cần phải cầu nguyện bẻ gãy những sự rủa sả ngay trong gia tộc của chúng ta. Nếu gia tộc của chúng ta là người đạo Cao Đài hoặc là đạo bất cứ đạo gì mà nó có lời thề thì chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bẻ gãy lời thề độc địa đó ở trong đời sống của mình và trên con cháu của mình. Có một cái lời thề rất là độc của người Cao Đài, đó là tôi xin thề nếu bỏ đạo thì tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Nghe độc địa không? Không dám bỏ. Cho nên có nhiều người ở tại Tây Ninh này họ muốn tin Chúa lắm nhưng mà họ không dám bỏ bởi vì có cái lời thề đó. Nhưng mà tôi xin thưa với những anh chị em chúng ta đang gặp cái sự lăng tăng này thì anh chị em không cần phải suy nghĩ đắn đo gì hết. Bởi vì Chúa chính là Đức Chúa Trời, Chúa chính là ông trời. Cho nên khi quý vị tin Chúa thì ông trời sẽ không có tru, không có diệt quý vị đâu. Không có trời nào diệt quý vị hết á, khi quý vị tin Chúa. Chỉ có ma quỷ là kẻ lừa dối, nó đứng đằng sau những cái sự cướp giết của việc đó, rồi nó đổ lỗi cho ông trời. Đúng rồi, chứ trời nào mà tru diệt mình, đúng không ạ? Mình thờ phượng Chúa, tin Chúa, đó là mình trở lại với ông trời. Mà ma quỷ nó không muốn mình trở lại với ông trời, cho nên là nó tìm cách nó lừa dối người ta, nó cột trói người ta trong cái tôn giáo quỷ quái của nó. Cho nên những anh chị em nào là con cái Chúa mà chúng ta xuất thân từ trong gia đình là đạo Cao Đài hoặc là bất cứ đạo nào mà chúng ta có cái lời thề giống như vậy đó, thì chúng ta cần phải cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, con cắt đứt cái lời thề độc địa đó từ miệng của tổ phụ con, từ cha mẹ của con, từ ông bà của con, để con không có bị tru diệt mỗi khi con đến hội thánh của Chúa thờ phượng Chúa. Amen. Chứ không thôi đó, mình theo Chúa ma quỷ nó có tấn công mình, nó có ra vô trong nhà của mình, nó hiện ra hiện vô, rồi xong cái rồi nó lừa dối mình, nó thấy chưa, mày theo Chúa cho nên là quỷ nó đến. Và thế là mình nói, ồ ha, sao mình theo Chúa bị ma quỷ nó tấn công hoài. Thật ra là bởi vì có cái giao ước kia vẫn chưa được chặt đứt, mình chưa có xử lý cái giấy nợ với ma quỷ, cho nên là ma quỷ giống như giang hồ, nó cứ đến đòi nợ mình hoài. Cho đến khi mình cắt đứt cái lời thề đó thì ma quỷ nó sẽ không thể kiện cáo và đòi chúng ta những cái món nợ đó. Amen. Rồi nếu tổ phụ của chúng ta có phạm tà thuật hoặc là có những cái tội lỗi nào đó, như là họ là những người đam mê rượu chè, cờ bạc, đỏ đen, và có những cái tội lỗi gây ra những sự nợ nần thiếu thốn ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, quỳ gối và cắt đứt tất cả những cái sự tội lỗi đó, những cái sự cột trói tâm linh nó khiến cho chúng ta không thể nào bứt phá ở trong đời sống của mình. Có những khi quý vị muốn cố gắng lắm nhưng mà không thể được, bởi vì nó có một cái nắp đậy thuộc linh ở trên đời sống của chúng ta. Cho đến khi chúng ta cầu nguyện bẻ gãy tất cả những sự rủa sả đó, bẻ gãy tất cả những sự cột trói đó, thì chúng ta sẽ được ngóc đầu lên nổi. Còn không thôi thì quỷ nó cứ nhấn đầu mình xuống hoài. Và đó là 6 bước mà tôi chia sẻ cho quý vị để chúng ta có thể thoát khỏi cái lối sống nghèo thiếu, đời sống nghèo thiếu. Joseph trước đây cũng là một người xuất thân từ trong một hoàn cảnh nghèo thiếu. Ông vốn là một người chăn chiên, nghèo hèn. Rồi sau đó ông bị bán qua Ai Cập và ông phải đi làm nô lệ, phải ở trong nhà của Potiphar. Ông làm những cái việc rất là thấp hèn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chính Chúa là đấng giàu có ở trong ông đã khiến cho cuộc đời của ông, tương lai của ông được thay đổi. Và Chúa khiến cho ông trở thành một người tể tướng, một người cai quản trên cả Ai Cập thời bấy giờ. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta hạ mình bước đi theo đường lối của Chúa, để cho Chúa Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta, chúng ta làm vui lòng Ngài, phục vụ Ngài trong mọi sự, thì Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Cho dù bây giờ chúng ta đang làm thuê làm mướn, chúng ta chỉ là những công nhân ở nhà thuê mỗi ngày, giống như Joseph vậy đó, chúng ta không có một cái tương lai gì gọi là phước hạnh giống như là những người có điều kiện khác ở ngoài. Nhưng nếu chúng ta có khải tượng của Chúa, nếu chúng ta có sự kêu gọi của Chúa, nếu chúng ta có lời hứa của Chúa cho đời sống của mình, tôi khích lệ quý mài cho em, chúng ta hãy tiếp tục tiến bước theo Ngài. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì có thể mình sẽ là một Joseph tiếp theo. Cuộc đời sẽ không thể nào nhấn chìm chúng ta được trong cái bãi rác của nó. Nhưng mà Chúa sẽ cất cái đầu của chúng ta lên, để chúng ta được ngẩng cao đầu mình lên. Amen. Để cho những người họ đã từng coi thường mình, đã từng khinh chê mình, là những người chưa tin Chúa đó, ở trong gia tộc của chúng ta có những người chưa tin Chúa, họ coi thường mình, thậm chí thấy mất cái mặt mình là họ né. Bởi vì sao? Mình nghèo rớt mồng tơi,
Thậm chí họ ra mặt họ khinh bỉ chúng ta, nói mày không phải phải là cái hạng người để tao có thể ngồi nói chuyện với mày được. Quý vị ơi, xin Chúa gây ban phước và thương xót chúng ta, đem chúng ta ra khỏi đống rác đó, để khi mà chúng ta có thể lái xe ô tô đến và chúng ta đi về nhà của chúng ta thì không ai có thể chê bai chúng ta được. Amen. Quý vị có muốn cho những cái người mà coi thường mình phải tôn trọng Chúa của mình không? Chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là xin Chúa ngài cho chúng ta thay đổi cái số kiếp nghèo của chúng ta. Và con cái Chúa ngày hôm nay chúng ta đừng bao giờ tin rằng là tôi có kiếp trước. Ngày hôm nay cũng có một số người họ suy nghĩ rằng là chắc là do tôi kiếp trước tôi ở ác lắm hay sao cho nên là bây giờ kiếp này tôi phải khổ. Đối với Chúa không bao giờ có kiếp trước hoặc là kiếp sau như quý vị nghe. Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa có thể là mình không có am hiểu lời của Chúa đó. Mình nghĩ rằng là chắc là kiếp trước tôi là gì con chó hay con heo gì đó, tôi đầu thai trở thành một người nghèo khó như thế này. Và thế là mình cứ cam chịu cái thân phận của mình. Rồi mong rằng là sau khi tôi chết thì tôi qua kiếp sau nữa tôi sẽ trở thành một người quan hoặc là một vị tướng, một người giàu có hơn. Nhưng mà đối với Chúa không có chuyện đó quý mài chen. Kiếp trước của chúng ta là gì quý vị? Tôi hỏi ngược lại để quý vị xem coi có tỉnh táo không? Nếu mình không có kiếp trước thì kiếp trước mình là gì? Và trước trước khi mà chúng ta có mặt ở trên đời này mình là gì quý vị? Cục đất. Cục đất. Thực ra trước khi chúng ta chưa sinh ra thì chúng ta ở trong lòng của Chúa đó. David đã nói trong Thi Thiên 139 rằng là số những ngày định cho tôi, thể chất vô hình của tôi Chúa đã nhìn thấy hết rồi, Chúa biên vào trong sổ của Chúa hết rồi. Tức là mình chưa có được thụ thai trong bụng mẹ nữa thì Chúa đã biết trước mình là ai rồi. Và hơi sống của Chúa sẽ thổi vào trong cái trứng, cái noãn được thụ tinh của cha mẹ mình. Và lúc đó linh hồn của mình mới được Chúa đem vào trong đó. Chứ còn trước khi mà có cái sự thụ tinh xảy ra trong trong thân thể của người nữ thì chúng ta chẳng là ai hết. Chúng ta chỉ là hơi sống, một cái linh hồn ở trong đấng hằng sống của chúng ta. Quý vị hiểu không ạ? Khi mà Chúa dựng nên Adam á, Chúa dựng nên Adam thì Chúa lấy bụi đất nắng nên hình người và sau đó thì ngài hà sanh khí vào lỗ mũi và thế là Adam có linh hồn. Đấy, Chúa dựng nên con người của chúng ta theo cách như vậy đó quý vị. Khi mà một cái trứng được thụ thai thì nó chưa phải là người đâu, nhưng mà Chúa ngài phải hà sanh khí, tức là ngài đem cái linh hồn, sự sống của con người chúng ta vào trong cái đó thì mới là người thật sự. Cho nên trước khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta ở trong Chúa, Đức Chúa Trời đó. Chúa là hơi sống của chúng ta. Rồi sau khi chúng ta sống ở trên đất này và chúng ta chết đi thì không có kiếp sau nha quý vị nghe. Không có kiếp sau. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 27 nói rằng là theo như đã định cho loài người thì phải chết một lần rồi chịu phán xét. Vậy thôi. Phán xét là ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con, tức là Chúa Giêsu đó, thì không thấy sự sống đâu. Nhưng mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Vậy thì sau khi chết thì con người chúng ta một là vào thiên đàng bởi việc tin nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống mình. Thứ hai đó là xuống địa ngục bởi vì cớ khước từ không chịu tin nhận Chúa Jesus Christ làm con của Đức Chúa Trời. Vậy thôi. Chứ không có chuyện mà đầu thai đi lòng vòng. Tôi bây giờ con người rồi, cho kiếp sau tôi thành con thú hay con vật hay là cái cây cối nào đó. Không có, trong lời của Chúa nó rõ ràng. Chết đó là hết mọi cơ hội trên đất này. Không trở về đất này nữa. Nhưng mà một là vào thiên đàng, hai là xuống quả ngục, vậy thôi. Đơn giản không quý mà chứ không lăng tăng gì cả nha. Rồi cảm ơn Chúa. Do đó chúng ta thấy được rằng là cuộc sống của chúng ta nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Nó không có cơ hội sau khi chết nữa. Nhưng mà còn sống đây chúng ta còn cơ hội để tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Để được phước trên đất này. Và chúng ta sẽ được phước vĩnh hằng ở trong cõi đời đời vinh hiển cùng với Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Dù cuộc sống của quý vị vẫn còn có những sự khó khăn thiếu thốn ở trong vật chất, trong tài chánh đời này. Nhưng mà có một tin vui, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho mắt của chúng ta được mở ra để nhìn thấy. Đó là chúng ta là những công nương hoàng tử của nước Đức Chúa Trời. Amen. Đừng nhìn vào trong hiện tại này để rồi nản lòng hoặc là nghi ngờ Chúa. Nhưng mà hãy mở mắt ra ở trong tâm linh của chúng ta để nhìn thấy rằng tôi là một công nương, là hoàng tử giàu có, xinh đẹp của Đức Chúa Trời. Cho dù cuộc đời này tôi có kết thúc ở trong sự nghèo thiếu, nhưng sau khi linh hồn tôi rời khỏi xác này thì tôi sẽ được bước vào trong nơi giàu có vĩnh hằng cùng với Chúa Giêsu Christ.
Wow, tuyệt vời lắm quý mà cha. Nhưng tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài làm ơn cho quý vị nhiều hơn thế nữa. Đó là quý vị không những chỉ giàu có trong thiên đàng mà thôi, nhưng mà quý vị cũng được giàu có, được thịnh vượng, được thành công ở ngay trên đất này. Amen. Để cho họ hàng, bà con, hàng xóm chưa tin Chúa của chúng ta, họ sẽ thấy được Chúa của chúng ta tốt lành thế nào. Và con cái dòng dõi của chúng ta sau này cũng sẽ được phước nữa quý vị. Nào, xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lời của Chúa buổi sáng nay, Ngài nhắc nhở mọi người chúng con rằng Chúa của chúng con là đấng giàu có. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, hoặc là quyền lực và sức mạnh đều do Chúa mà đến. Chúa ơi, Ngài có quyền để ban cho cuộc đời của chúng con có tương lai tươi sáng hơn. Và chúng con có quyền trông cậy nơi lời hứa của Chúa rằng không có một người công bình nào bị bỏ, hoặc là dòng dõi của người điên mày cả. Chúa ơi, con cầu nguyện bày gãy tất cả những sự rủa xả, những sự nghèo thiếu ở trong gia đình của quý con cái Chúa giờ phút này trong danh Chúa Jesus Christ. Những sự nghèo thiếu, những sự nợ nần, những cái sự thất bại ở trong tình cảm, ở trong gia đình, ở trong công ăn việc làm, ở trong tài chánh, ở trong sức khỏe, nó phải rời xa khỏi đời sống chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Những cái sự rủa xả ở trong gia tộc của chúng con, ở trên thế hệ con cháu của chúng con cũng phải bị chấm dứt ngay giờ phút này trong danh Chúa Jesus Christ. Và nhờ huyết của Chúa Jesus Christ, chúng con được chuộc ra khỏi tất cả những sự rủa xả. Đấng Christ đã chuộc chúng con ra khỏi tất cả những sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên rủa xả thay chúng con. Chúa ơi, sự nghèo thiếu cũng là một trong những sự rủa xả mà Chúa đã chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, những sai phạm ở trong đời sống thế hệ của chúng con, cũng như trong thế hệ của ông bà tổ phụ chúng con 3-4 đời trước. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, con cầu xin Chúa Ngài xóa đi tất cả những tội lỗi đó, và Ngài cũng đuổi đi tất cả những tà linh nó đã di truyền từ ông bà tổ phụ cha mẹ chúng con trước đây 4 đời trước. Trong danh Chúa Jesus Christ, những tà linh đó nó phải đi ra khỏi đời sống chúng con, nó phải đi ra khỏi gia đình của chúng con, đi ra khỏi ngôi nhà của Chúa đang ở, bởi vì chúng con thuộc về Chúa Giêsu của chúng con. Lạy Chúa, xin bàn tay quyền năng của Chúa giơ ra để che chở, bảo vệ, giải cứu chúng con và ban phước cho cuộc đời của chúng con, ban phước cho tài chánh của chúng con, ban phước cho tài khoản ngân hàng của chúng con nữa Chúa ơi, để nó sẽ không bao giờ bị thiếu hụt, nhưng mà Chúa sẽ ban ơn cho nó được đóng đầy, được dư dật mỗi ngày càng hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng con cũng không quên cầu nguyện xin Chúa Ngài thêm lên sự vâng lời trong đời sống của con cái Chúa giờ phút này, để chúng con không những chỉ cầu nguyện chúc phước cho mình, nhưng mà chúng con cũng sẽ yêu mến Chúa và giữ theo lời của Chúa. Chúng con cũng sẽ dâng hiến mọi người đầy đủ, và chúng con cũng sẽ sống một đời sống rộng rãi, ban cho chúc phước cho những người khác xung quanh chúng con, để qua đó cuộc đời của chúng con sẽ làm vui lòng Chúa. Qua những sự dâng hiến của chúng con, qua sự chúc phước của chúng con, mà nhiều người khác sẽ được phước, và Chúa Ngài sẽ đổ phước của Ngài nhiều hơn vào trong đời sống của chúng con, để qua chúng con mà phước hạnh của Chúa cứ đổ đầy tràn trên những người xung quanh của chúng con. Được, con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa mở rộng lòng của chúng con, để chúng con có thể chạy theo đường lối của Chúa, để chúng con có thể làm theo lời của Chúa một cách tự do và không bị ngăn trở trong danh Chúa Giêsu. Con cắt đứt tất cả những sự nghèo thiếu trên những sự của Chúa, những sự nghèo thiếu ở trên hội thánh này Chúa ơi. Con chúc phước cho thánh này sẽ là hội thánh giàu có, hội thánh được phước, được thành công, được thịnh vượng Chúa ơi. Quỹ sẽ được gia tăng nhiều hơn, và sẽ có máy lạnh, sẽ có đầy đủ tất cả những trang thiết bị hiện đại cho bộ nhóm của chúng con. Và con cái Chúa cũng sẽ được phước khi mà họ đến đây thờ phượng Chúa cùng với chúng con. Lạy Chúa, xin Đức Chúa Trời của Giê-hô-va Giê-rê, Ngài cung ứng, Ngài tiếp trợ cho chúng con mọi nhu cầu từ xa, để chúng con thấy rằng khi chúng con thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài, dâng hiến cho công việc nhà Ngài, thì chúng con sẽ không bao giờ bị lỗ cả, nhưng mà chúng con sẽ càng được phước và càng lời nhiều hơn ở trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa, vì khi chúng con mở rộng tấm lòng của chúng con ra với Chúa, thì chúng con sẽ càng được phước nhiều hơn. Còn cảm ơn Chúa và dâng tất cả chúng con ở trong bàn tay quyền phép của Cha. Xin Cha Ngài thêm sức và Ngài thêm ơn của Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con sẽ có một tuần lễ mới đầy ơn phước hạnh của Chúa trong những ngày tháng sắp đến. Con cảm ơn Cha và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.